thật nha. Trong suốt luôn. Các bạn có thể thấy được động cơ bên trong của nó luôn. Rất đẹp. Đây, chúng ta tiếp tục nha. Cái có một chiếc chim đen kia. Tại xem thật nha. Chiếc mô tô. Chiếc mô tô màu đen các bạn ạ. Rất ngầu. Các bạn biết anh này là ai không? Anh này là Batman đấy. Các bạn có phim Batman nhiều các bạn biết. Anh này là Batman. Xe này. Xe này là xe mô tô phân khối lớn đấy. Cực kỳ đã. Chơi cái bài nha. Hoa lạc luôn. Đây. Ta tiếp tục khám phá nhá. Xe đâu? Ồ, có cái gì màu đỏ kia. Đây, xe gì đây các bạn? Một con xe ben. Xe ben rất lớn nhá. Xe ben này có thể là chở đồ rồi nhá. Đấy, sẽ bật qua. Xe này chở đồ là ngon luôn. Ok, đang tiếp tục đây. Xe gì màu vàng kia. Đây là xe gì ta? Đẹp quá nha các bạn. Xe này gọi là xe địa hình. Xe chuyên chạy trên những cái địa hình đồi dốc. Xe này bạc lắm nha. Rồi xong xe đấy chỗ này. Ok. Nha. Xe gì đây? Xe đẹp quá. Xe gì đây? Xe Batman. Không, xe này là xe mô tô nhưng mà xe chuyên xe này là anh Batman chuyên đi này. Các bạn có phim trong phim Batman đấy. Anh Batman chuyên chạy xe này, xe mô tô. Ngầu các bạn nha, ngầu thế. Anh là rất tỉnh và đẹp trai. Quá đẹp đấy. Rồi, chúng ta khám phá tiếp nhá. Chúng ta tiến ra một xe không. Đây là xe gì đây các bạn? Xe này xe 16 chỗ nha. Xe này vừa chở khách này, vừa chở người, vừa chở được các loại vật tư này, hàng hóa này. Cửa mở được nhá. Cửa mở được sao này. Xe này có khi làm được xe cứu thương các bạn. Đây, đấy, coi trong nó này. Đẹp nhá. Nhiều chỗ ngồi. Hiện tại xe này là đang